khi gieo vào tâm thức ta một cái chủng nhân tà pháp thưa các vị chắc chắn rằng là một đời này mình gột không hết đâu và nhiều đời sau vừa sinh ra ngay nhân gian này dù cho có gặp chánh pháp trước mặt ta cũng không thể cúi đầu trước chánh pháp để học chánh pháp đâu ta vẫn cứ lây quay bám víu vào tà pháp để học nghe do vậy thưa các vị khi cáo bẩn của tâm kết hợp với tài kiến thì nó tác hại không phải một đời này mà tác hại rất nhiều đời cho đời sống của chúng ta